Chào các bạn, từ lâu thì cái tên Journey đã không còn quá xa lạ với người dùng Việt với những ưu điểm như là cấu hình tốt, giá cả phải chăng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của Journey với tên gọi là Journey V5. V5 được hãng Journey cho ra mắt với hai màu chủ đạo là trắng và đen với trọng lượng là 103.5g. Mình cầm máy cảm thấy khá thích. Nhưng do phần lớn máy có cấu tạo lớp sơn bên ngoài láng bóng nên rất dễ trơn trượt và để lại dấu vân tay. Trên tay mình là sản phẩm màu trắng với màn hình 4.7 inch, cảm biến, loa thoại, camera trước 2 megapixel. Các phím cứng của sản phẩm đều được đưa về phía tay phải, rất dễ dàng cho ngón trỏ và ngón giữa hoạt động. Phía trên là cổng micro USB giáp tai nghe 3.5, phía dưới là micro thoại. Mặt sau là camera 8 megapixel, được thiết kế hơi lồi so với nắp lưng, thấy hơi đắng lòng một tẹo vì nếu để xuống bàn thì sẽ rất dễ bị chày camera. Phía dưới camera là đèn flash, tên nhà sản xuất, cuối cùng là loa ngoài. Xong cái vẻ bên ngoài rồi, giờ mình tới nội tạng bên trong. Không quá hầm hố nhưng với mức giá tầm trung, sản phẩm mang trong mình một bộ đồ lòng không đến nỗi nào đâu nha các bạn. CPU MediaTek MT6582 4x 1.3GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong là 4GB. Nếu bạn cần thêm dung lượng thì có thể gắn thêm thẻ nhớ ngoài hỗ trợ lên tới 32GB. Với cấu hình này thì máy có thể xử lý mọi thứ, ngay từ những trò chơi thư giãn dễ dàng đến các game hành động độ nét cao hay các ứng dụng nặng. V5 trang bị camera sau 8MP, hỗ trợ đèn flash LED để chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Dù là smartphone giá rẻ nhưng V5 sở hữu số chấm khá cao, vẫn được dùng trong các smartphone trung và cao cấp. Tích hợp nhiều hiệu ứng cũng như là nhiều kiểu chụp, tự động chụp khi nhận diện khuôn mặt đang cười. Nhìn chung thì chất lượng ảnh mình cho là khá ổn. Lại nói về pin thì máy trang bị pin chuẩn Li-ion 1800mAh cùng công nghệ tiết kiệm pin, giúp lượng tiêu thụ năng lượng giảm đáng kể. Bạn có thể yên tâm sử dụng V5 cho các công việc của mình với thời lượng pin lớn hơn, dài hơn, liên lạc không bị gián đoạn. Đó là một vài nhận xét của mình về sản phẩm mới của Journey. Nếu quan tâm đến sản phẩm này, bạn hãy click vào link bên dưới để xem thêm thông tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy bấm vào nút đăng ký để nhận được nhiều video mới nhất của chúng tôi hàng ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.